Câu chuyện tiền thân Đức Phật hy sinh thân mình để cứu mẹ con đàn hổ đói là sự kiện chấn động lịch sử. Ngay từ thời vua A Dục, câu chuyện này đã lưu truyền và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ sáng tạo nên những kiệt tác bích họa còn mãi đến ngày hôm nay. Vì tính chất trọng yếu và thiêng liêng nên sự kiện đã được nhiều truyền thống Phật giáo lập tháp phụng thờ và xem đó là thánh địa. Với khảo sát sơ bộ cho thấy, có hai địa điểm xây tháp đánh dấu nơi thái tử xả thân, một bảo tháp ở Ganhara thuộc Pakistan ngày nay, và hình ảnh quý vị đang chiêm ngưỡng là một bảo tháp khác được xây dựng tại thung lũng Kathmandu ở miền trung Nepal. Câu chuyện tiền thân Đức Phật hiến thân cho hổ đói được lược thuật như sau. Ở một kiếp nọ, tiền thân Đức Phật là một vị thái tử. Ngài có một tình thương lớn với mọi loài và đặc biệt rất quan tâm đến việc sẻ chia tài vật với những ai khốn khó. Nhân một lần du ngoạn trốn sơn lâm, thấy hổ mẹ vừa sinh nằm thoi thóp trong khe núi. Hổ mẹ đói là do vừa sinh con nên không thể tự kiếm thức ăn. Đàn hổ con vừa sinh có nguy cơ chết yểu vì không có sữa để uống, hoặc có thể bị chính mẹ mình ăn thịt. Bàng hoàng và chấn động trước hiện cảnh nêu trên, thái tử đã xót thương chúng sinh mà tự mình trích huyết và hy sinh tính mạng để cứu mẹ con đàn hổ đói. Sau khi nghe tin thái tử bố thí thân mình, vương hậu đã gạt lệ thương tâm, ra lệnh chôn cất những gì còn lại và lập tháp phụng thờ. Theo ghi nhận của Ngài Pháp Thạnh và cả Ngài Huyền Trang, ngôi bảo tháp này rất linh hiển trong việc cầu y trị bệnh nên được vương quan dân chúng kính ngưỡng, tô bồi và tồn tại mãi đến ngày nay. Vì bảo tháp được xây dựng nhằm đánh dấu nơi tiền thân Đức Phật đã bố thí thân mình cho mẹ con hổ đói, thế nên xung quanh ngôi bảo tháp có nhiều bức phù điêu và kể cả hình tượng miêu tả cuộc hy sinh chấn động trời đất này. Ngày nay, bảo tháp này là một trong những điểm đến của những tour du lịch khám phá Kathmandu.